Quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của chúng tôi để cùng nhau cập nhật kết quả bảng xếp hạng World Cup ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 11 2022, chúng ta đã xác định được 7 cái tên, 7 đội tuyển quốc gia vào vòng 1/8. Hôm qua, những trận đấu ở lượt trận thứ 3 tại bảng A và bảng B đã diễn ra và có những kết quả cũng giống như những gì mà giới mộ điều đã tin tưởng. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Ecuador và Senegal đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về cho Senegal. Với kết quả này thì Senegal đã chính thức được lọt vào vòng trong với kết quả nhì bảng A. Trong khi đó thì đội tuyển Hà Lan đã thắng chủ nhà Qatar với tỷ số 2-0. Qua đó thì Hà Lan cũng vào vòng 1/8 với tư cách là đội nhất bảng A. Ở bảng B thì đội tuyển Iran đã để thua đội tuyển Mỹ với tỷ số 0-1. Qua đó đội tuyển Mỹ đã vào vòng knockout 1/8 với tư cách là nhì bảng B. Đội tuyển xứ Wales đã để thua đội tuyển Anh với tỷ số 0-3. Và như vậy là đội kết quả này, đội tuyển Anh đã vào vòng 1/8 với tư cách là nhất bảng B. Và ngày hôm nay, ngày 30 tháng 11 và rạng sáng ngày 1 tháng 12, chúng ta sẽ có các cặp đấu của bảng D và bảng C. Trong đó thì vào lúc 10 giờ chúng ta sẽ có hai cặp đấu giữa đội tuyển Tunisia và đội tuyển Pháp, giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Đan Mạch diễn ra trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết World Cup năm nay. Hai trận đấu này cũng đáng được chờ đợi và sẽ đi đoạt những tấm vé đi tiếp của bảng D. Vào lúc rạng sáng 2 giờ, chúng ta sẽ có trận đấu rất là đáng được chờ đợi của rất nhiều người hâm mộ, đó chính là trận đấu giữa Ba Lan của Lewandowski và Argentina của Lionel Messi. Cùng thời điểm đó thì đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ chạm trán với Mexico. Ở bảng D lúc này thì đội tuyển Pháp đang có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Họ có hệ số bàn thắng bại đó chính là dương 4. Trong khi đó thì đội tuyển Úc đang nằm ở vị trí thứ 2 với 3 điểm. Họ có được 1 trận thắng và 1 trận thua. Hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 2. Đứng ở hai vị trí cuối cùng đó chính là Đan Mạch và Tunisia đều có 1 trận hòa và 1 trận thua, có được 1 điểm. Hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 1. Với kết quả này, bước vào lượt trận thứ 3 thì đội tuyển Pháp và đội tuyển Úc đang có lợi thế nhất định so với hai đối thủ còn lại. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn chia đều cho các đối thủ còn lại như là đội tuyển Úc, Đan Mạch và Tunisia. Tất nhiên là đội tuyển Pháp đã có vé vào vòng trực tiếp rồi. Ở bảng C lúc này thì đội tuyển Ba Lan đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, có hệ số bàn thắng bại đó chính là dương 2, có 1 trận thắng và 1 trận hòa. Argentina đang nằm ở vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận thua. Họ có được hệ số bàn thắng bại đó chính là dương 1. Đội tuyển Ả Rập Xê Út và đội tuyển Mexico đang nằm ở hai vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì Ả Rập Xê Út đã có được 1 trận thắng và 1 trận thua, có hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 1, có 3 điểm. Mexico bước vào lượt trận cuối cùng tại bảng C với 1 điểm trong tay. Họ có được hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 2 với 1 trận hòa và 1 trận thua. Như vậy thì cục diện bảng đấu này cũng khá là thú vị khi mà chưa chắc chắn đội bóng nào có thể lọt vào vòng chơi cuối cùng. Tuy nhiên thì khi bước vào trận đấu cuối cùng này thì Argentina, Ba Lan và Ả Rập Xê Út đang có một lợi thế nhất định so với Mexico. Mà giới mộ điều tin chắc rằng bảng đấu này thật là hấp dẫn và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem. Tất cả các đội bóng này đều còn có nguyên cơ hội đi tiếp, chính vậy thì những trận đấu này cũng cực kỳ là quan trọng. Hai trận đấu này đều được trực tiếp tại VTV5, VTV3, VTV2, VTV Cần Thơ và đặc biệt thì chúng ta có thể xem tại VTV Go. Và sau tất cả, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật lịch thi đấu bóng đá cũng như là kết quả bảng xếp hạng World Cup, những đội vào vòng knockout và tiếp theo. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký